Chương trình Tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023 gắn với lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư đã khai mạc tối qua 26 tháng 10. Diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 10, chương trình nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tinh hoa làng nghề truyền thống tiêu biểu thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố. Hơn 200 gian hàng với gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP tiêu biểu của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Một trong những nội dung quan trọng là đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề, giải quyết tốt bài toán đầu ra cho sản phẩm làng nghề, xuất khẩu trực tiếp, cũng như quảng bá được nét đẹp văn hóa các làng nghề của Hà Nội. Hội chợ lần này thì mong muốn là thúc đẩy tất cả các mặt hàng của các làng thủ công mỹ nghệ, cũng như của các nghệ nhân trong làng nghề được mang ra quảng bá sản phẩm với tất cả các cái hàng chất lượng nhất và mẫu mã đẹp nhất. Hiện nay các em học nghề nó rất là ít, mà cái nghề truyền thống thì nó nguy cơ mai một rất là nhiều. Mong mỏi làm sao mà được nhà nước quan tâm và để mà quảng bá giới thiệu cái làng nghề truyền thống của mình càng nhiều càng tốt. Trong khuôn khổ sự kiện Tinh hoa làng nghề Hà Nội năm 2023, huyện Phú Xuyên tổ chức lễ hội vinh danh làng nhằm tri ân các bậc tiền nhân, các vị tổ nghề đã có công đào tạo nghề và truyền nghề cho nhân dân, vinh danh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi trong các làng nghề. Trong các ngày diễn ra chương trình, ban tổ chức cũng tổ chức trình diễn tay nghề của các nghệ nhân làng nghề truyền thống, tổ chức tham quan du lịch, các điểm du lịch và một số làng nghề truyền thống của huyện Phú Xuyên. Phú Xuyên là một trong những huyện mà giàu tiềm năng nhất về làng nghề, có tất cả 154 làng nghề và 43 làng nghề được công nhận cấp thành phố, tổ chức một cái lễ hội vinh danh làng nghề và các cái sản phẩm làng nghề tinh hoa làng nghề để giữ gìn phát huy bản sắc của các làng nghề và cùng đấy là thúc đẩy cái việc mà phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch làng nghề và sản phẩm làng nghề nói riêng. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ làng nghề phát triển. Theo thống kê, các làng nghề đóng góp khoảng 8 đến 10% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn. Có gần 200 làng nghề đạt doanh thu từ 10 đến 50 tỷ đồng một năm. Giai đoạn tiếp theo, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các huyện xúc tiến quảng bá du lịch làng nghề để thúc đẩy phát triển và bảo tồn nghề truyền thống bền vững.